Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Và theo hướng dẫn của Tiến với lại anh Hớn là Thích Lăng Thang á, với lại Hiểu để mà cùng đi vô đây để mà viếng một cái viếng thăm một cái ngôi mộ cực kỳ độc lạ luôn. Có hình dáng rất là độc lạ và sự thật như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Rồi. Đây con. Cái này là ngôi mộ này sao anh Thích? Nãy mình hỏi ảnh anh nói lâu lắm rồi, hỏi một số được trên 100 mét lắm á. Mà nguyên nhân là sao mà anh phát hiện ra cái mộ như thế này? Nãy nha anh gặp, nãy nha anh gặp rồi cái đi vô khám phá coi hay á. Đi đi, đây thấy rồi nè, đẹp không? Có cổng luôn, lâu năm luôn á. Nhìn cái gạch bên nung thôi là mình biết là cái gạch này là gạch gạch cổ nè. Có một cái máy vòm và ở đây thì chắc có lẽ là ít có người lại trùng tu ngôi mộ và cái kiến trúc độc đáo vẫn như xưa. Theo chia sẻ của anh Hớn thì anh chủ cho hay rằng ngôi mộ này đã hơn 100 năm và cái máy vòm của cô bác anh chị nó thấp hơn người của mình. Trước đây thì Bùi Hồ coi thường quay những cái ngôi mộ cổ á, là mục đích của người ta là quay nó cái máy vòm này nó phải thấp hơn so với cái người mình, để mục đích ai đi vô mộ này đó là cũng phải cúi đầu. Anh Hớn có nghĩ gì không? Có mà nạ từ đây đến đây là khoảng 1m1, 1m2 à. Đó lại để tỏ lòng tôn kính đối với những người đã khuất đó. Thôi đi chui vô. Hình cũng vô. Bà hổm là đây nè. Bà hổm là cỏ dữ lắm. Anh với Tiến là nhổ lại đó. Nhổ mới sạch sẽ được gì á. Thì đây là cái phần bia mộ thì mình nằm phần bên đây. Quay tổng thể cái ngôi mộ thì đây là một cái hình của ngôi vua, của một cái con rùa. Đây, đây là cái đầu của rùa nè. Đây quay xuống này nè. Đây là cái đầu của con rùa. Và chúng ta có thể thấy được là gông gieo là nó đã bám đầy hết rồi. Cái con rùa là một trong những cái con vật mà tứ linh trong truyền thuyết, đó là Long Lân Quy Phụng. Và rùa thì được thường được con rùa thì thường được là tôn kính và được đặt ở chùa đó. Đây hình đây là cái mai rùa nè. Đây nè, dựng nó đã nứt ra hết nè, vì cái thời gian rất là lâu nó đã nứt ra hết. Đây người ta cũng có vẽ hoa văn của rùa. Đây có mai ha, có mai, mai ở trên này nè, dựng mai dưới này. Đây người ta có vẽ những cái hoa văn và đây là cái chân của con rùa. Anh Hớn, mà chắc để có được những cái ngôi mộ như thế này á thì có nghĩa là người này là trước đây là một bá hộ hay là một người làm quan trong triều đình, hội đồng ở đâu? Hội đồng. Đặc biệt là cưng thấy nè, là cái trụ đá mà hình cái bông sen này cưng nhớ không? Nhớ là rồi. Mình đi cái ngôi mộ mà 250 năm ở dưới Tiền Giang á, cưng nhớ không? 250 năm có cây thị đó. Trước đây là cái ngôi mộ của ông Lê Phước Tang ở thờ Nguyễn Ánh. Đúng là rồi. Cũng có hình cái trụ sen giống như thế này. Là ông nói mà cái thời mà mộ mà có trụ sen mà như thế này á là khoảng 150 năm trở lên, chứ không có khoảng chừng dưới 100 năm. Trước đây thì Bùi Hồ với lại anh Hớn có quay một cái ngôi mộ của hai vợ chồng ông Lê Phước Tang ở cái bè Tiền Giang, thì cũng có hình cái trụ sen như thế này. Và hợp chất mà xây mộ đó là hợp chất vôi và ô dước. Ô dước là một cái vật liệu á cô bác quý anh chị, là một cái vật liệu mà rất là cứng và chỉ dùng cho quý tộc hồi xưa thôi. Chắc có lẽ là anh Hớn với lại mấy anh em mình sẽ thắp nhang. Mình anh Hớn đại diện cấm luôn ha. Ừ. Chữ là tiếng Tàu không ạ? Đây tiếng đây là tiếng Tàu nè. Nguyên cái dàn chữ này. Nhưng mà nó mờ quá. Quay vô đây vô. Không thấy rõ. Đây là cái dòng chữ này là được bằng tiếng Tàu. Chắc có lẽ là không phải là, có thể là hơn từ thời Pháp nữa ha. Hơn xa xưa. Xa xưa rất lắm. Ảnh hồi nãy ông chủ nhà ông nói là rất là lâu rồi, thời ông cố tới giờ. Ở trên này thì chúng ta thấy được chạm khắc bởi cái hình của dịch ra không? Con rồng. Mờ quá thấy. Mờ quá không thấy. Mờ quá, nó bị bào mòn theo thời gian lắm ha. Không dịch được. Đây là hình của con rồng nè và hai bên là hai trụ sen. Đó. Trong cái khu viên ngôi mộ này á, con này con gì, trong cái khu viên ngôi mộ này thì chúng ta nhận thấy là nó khoảng 16 mét vuông anh Hớn ha.
ngang 4x4 thì khoảng 16 mét vuông. Những cái cây ở trên này luôn. Bộ trước đây khi mà anh vô đây anh quay là tỏ không anh? Tỏ không hả? Là anh dọn, mình dọn ra ha. Em dọn ra. Ừ. Hai anh dọn ra tỏ đó. Bít trên đây cho bà hâm nhổ ra bớt ra. Có nghĩa là cái bệ á, cái bệ của cái quan tài xây xong rồi cái mình mới đắp cái hình con rùa lên. Đúng không? Đúng rồi. Mới đắp hình con rùa lên. Và đây là cái đầu của rùa nè. Ở bên đây cái chân nè, anh có thấy không? Ừ. Rùa hay là ba ba? Rùa. Coi kỹ. Rùa hoặc là ông quy. Ông ta quy. Nói là một là rùa hay là ông quy. À. Nhưng mà mình thì không biết người ta đặt tên gì thôi. Bà hổm anh kêu là rùa. Nếu như mà theo cái chữ Hán đó, ngày xưa người ta, cái người Hoa là người ta xây cái mộ là theo cái hình vòng cung ha. Hình vòng cung, còn cái này đặc biệt là mộ này lại theo cái hình con rùa. Chắc có lẽ là đây là ngôi mộ mà độc đáo nhất ở miền Tây mình luôn á. Thì anh là ngôi tiên mới thấy luôn á. Và chút xíu anh cái cho là, anh dẫn cho cưng coi cái ngôi mộ, hình cánh sen. Bên kia gì nè mà hình cánh sen. 106 năm rồi. Đúng. Xích rồi. Ngoài đây chút xíu nè, mình tham quan đây cho mình đi. Rồi mình đi ra ngoài kia. Ở đây cái khu vực này là một cái khu vực vườn rất là hẻo lánh luôn. Và nếu như mà tại anh Hấn là cái để ý kỹ hay sao á, cái người bình thường chạy ngang cũng khó có thể mà thấy được cái ngôi mộ như thế này. Ở đây thì không biết là có phải là do bào mòn của thời gian không, nhưng mà ở đây có hai cái trụ sen nè. Ngoài sau này không có anh Hấn ha. Còn xung quanh đây là một cái tường thành mà đá một nát rồi nè. Còn lại chút xíu thì cột nè. Quả đá ngày xưa nè. Đây cái viên đá này nó gấp đôi ngày xưa mà trên 100 năm, nhưng mà cái viên đá này thì lại cực kỳ bền chắc luôn, đúng không? Ngày viên đá này rất là đặc luôn. Nói chung là viên đá này hiện nay thì ở những cái lò nung thì không có thể nào mà sản xuất ra được viên đá bền giống như thế này. Để lại cũ đẹp không? Cái cổng này á thì cái đá nó nhìn cực kỳ sắc sảo, đúng không anh hả? Nhìn thấy cổ kính á. Dạ. Ngày xưa xây bằng cái chất ô dước. Do đó là cái độ bám dính tới cả trăm năm, trăm mấy chục năm mà vẫn còn như bây giờ. Nếu mà sử dụng xi măng là thời bây giờ mấy chục năm là đã ra tan rã rồi. Đúng rồi. Kè cứ lại cứ coi kỹ là gạch nó bào mòn. Cái hợp đá hư bào mòn. Ô dước là một loại cây kết hợp với lại đá vôi. Với lại những cái chất ấy á. Là dính rất là đây nè. Rất là bền. Nè cưng coi đá nó gạch nó bào mòn như thế này nè, mà chắc ô dước vẫn còn dính nè. Đúng rồi. Đây là thấy gọi cận cảnh ở đây dùm dùm. Đây là một cái hợp chất mà rất là quý trong cái dược liệu ngày xưa để mà xây dựng. Và đây là cái máy vòm ở trên nè. Ơi mình gỡ này xuống đi ta ha. Không, gỡ coi chừng nó xúc ấy xuống à. Xúc gạch ha. Xúc gạch luôn á. Bám vô quá. Có mấy gì này mình thấy được. Dây leo ha. Dễ. Còn có cái gạch trước đó nào. Sức gạch luôn phải không? Đừng lấy ra lấy ra cho nó sức. Đúng có sức gạch cái luôn à. Anh hiểu là ngày xưa giờ anh ở đây là anh có thấy ngôi mộ nào lạ giống như vậy không anh em? Không, lần đầu tiên luôn đó em. Vậy hả? À, lần đầu tiên nghe anh Hấn kể về ngôi mộ này, anh em mình hôm nay có dịp đi viếng thăm cũng như để tìm hiểu xem về ngôi mộ cổ xưa. Hôm qua em coi cái clip của anh Hấn á. Thì em nghĩ là cái ngôi mộ là người ta đắp thành cái mô lên thôi. Nhưng mà khi mà em nhìn kỹ lại thì em mới thấy lại hình đầu của ông Quy. Đúng không? Thấy rõ ràng hình đầu của ông Quy. Và hai cái chân của ông thì chắc có lẽ là do bị bào mòn anh hả? Nên đúng rồi. Cái chân nó bị xi măng nó bị khi mà người ta đắp á. Mưa gió thì xi măng nó bị ấy ra, nó bị tróc ra. Bên đây lại có vẻ là sụp lún hơn bên đó ha. Sụp. Nãy anh hiểu không chỉ em thì em không thấy những cái phần hoa văn nhỏ nhỏ mà vẽ trên ông Quy, anh Hấn có để ý không? Có. Nè. Mình đứng xa mới thấy là những cái đường cái mai của ông ra từng vẫy á. Dạ. Với có về một vài chữ tiếng Tàu trên đây luôn. Có luôn hả? Có luôn. Mờ lắm, mình thấy mà có gì chơi tiếng Tàu cho nó nữa. Dạ.
Đấy, tiếng nó vẫn cần đi ra, ra ngoài ngôi mộ ngoài kìa, 106. Cái bên luôn hả? Cái bên nè, nè, đi ra bộ qua đó kìa. Ồ. Oh. Đi. Thì mình cũng có hướng dẫn cô bác anh chị xem về cái ngôi mộ độc lạ nhất ở miền Tây. Mà có lẽ là người dân địa phương thì mới biết thôi, mới biết thôi. Và tiếp theo thì mời cô bác anh chị cũng như là các bạn cùng anh Phúc lên hai lần tiếng đi ra chuyến thăm ngôi mộ ngoài kia, cũng như là cho anh Hớn thay đồ của mình để mà thắp hương phúc giá nhanh hết. Mà không có cỏ cho lắm, ăn gì tiếng dọn dẹp da mới sạch sẽ là gì đó. Cũng có ông trên phù hộ mà những người tiền bối. Rồi, ơi, cánh xe thầy Pháp, để chữ Madame luôn tiếng Pháp luôn. Rồi. Ủa sao anh Hớn có lẽ ngồi để chia sẻ với em tại sao anh lại phát hiện, anh với anh Tiến lại phát hiện chỗ này, cái mộ này. Lúc đầu anh thấy cái nhô đó lên á, anh tưởng đâu là ngôi miếu. À, anh mới lại gần sao mà thấy sao giống ngôi mộ, cái cỏ đây nhóc nè. Ừ. Anh mới bư ra. Ừ. Bư ra mấy ấy. Quay đây nè vậy. Đây là một cái ngôi mộ lại một cái hình khác, cánh sen, một cái hình cánh sen. Cái búp sen á, cái búp của cái cánh sen á. Đây, ở trên này có hoa văn chạm khắc rất là tinh xảo ha. Đây là cái chữ là Madame Nguyễn Trọng Tuệ. À, chữ này chữ gì anh Tiến? Nhẹ hả? Nhẹ. Đoàn Thị mẹ Đoàn Thị mẹ. Mẹ Đoàn Thị Yến. Ở đây là một dòng tiếng Pháp. Tiếng Pháp không biết. Nó năm 1915 đó. Năm 1915. Năm 1906 năm. July tháng 6, đúng không? Ừ. Nói chung là ở dưới này là một dòng tiếng Pháp, ở dưới này là một dòng tiếng Hán. Mà chắc có lẽ là ngôi mộ này thì chắc được xây dựng sau cái ngôi mộ lúc nãy, ngôi mộ hình ông rùa lúc nãy. Sao ngôi mộ hình rùa nãy. Dạ. Còn ở ngoài trước này như thế nào? Trước này không có gì. Còn ở đây là đá ấy nè. Đá giống như đá cẩm thạch á. Cái ngôi mộ cái bia này nhìn cái kiến trúc nó cũng quá trời sang trọng ha. Chứ 106 năm rồi mà. Cỏ không mà không mà dẹt hết mớ rồi đó. Năm 1940 mấy. Số 94. 94. 1915. Cái này cũng bằng đá luôn nè Hồ. Đá này đá cẩm thạch. Đá trắng cẩm thạch nè, đá cẩm thạch nguyên khối á, nguyên khối. Mà ở miền Tây của mình ha là không có đá loại đá này đâu. Mà để có đá này á là phải vận chuyển từ cái miền Trung á. Mà đặc biệt là để mà ngày xưa mà để vận chuyển từ những cái vùng mà có đá non nước như là của Đà Nẵng á. Ừ. Là phải vận chuyển vô đây mới có. Mà cái người này cũng rất là sang nên thành nữ mới làm rồi. Được cái ngôi mộ như thế này và chạm khắc như thế này. Ngày xưa mà cái thời đó em nghĩ anh Tiến là những người mà mất á là chỉ chôn một cách rất là sơ sài thôi đúng không? Dạ. Những người nghèo của mình á, đó thường là người sang lắm mới có được cái quan tài, còn nào không mấy người ta chôn mà đất à. Ừ. Đúng không? Thời Bá Hộ phong kiến với thời giàu mới có được cái ngôi mộ, những ngôi mộ mà làm bằng cái như thế này. Dạ. Ở đây là cái này sao này người ta đắp lên á. Bị bể người ta đắp xi măng. Ở đây có con ốc sên bên đây nè. Nó bò vô đây nè anh hết. Ừ. Bỏ vô. Cải đi, để cho sống đi. Để cho tự nhiên đi. Cầm vô. Để cho sống mình không thấy. Mình tự nhiên cái con ốc sên nó bò vô đây nè. Đó. Hai con luôn. Ô, đây có cái xương gì á. Đâu? Đây nè. Ờ, xương cá. Xương cá. Ủa, tại sao có chuột hay là gì gấp vô đó ăn mà sẽ có xương cá đó nữa. À. Đúng rồi. Cái mộ bình thường thì mình không nói là đặc biệt có mộ gì. Như cái hình sen, bút sen. Này 106. Qua trong cái khuôn viên đất như thế này á là chỉ có hai ngôi mộ này. Ở không có ngôi mộ nào khác đúng không? Không, trong khu này không có. Chỉ có hai ngôi mộ cổ này thôi. Vì cái hình thù nó xây ngôi mộ nó thể hiện được cái sự quyền quý của cái người ngày xưa. Và Bùi Hồ cũng như là anh Hớn cũng giới thiệu với cô bác anh chị và những cái kiến trúc độc đáo của các ngôi mộ, cũng như là dẫn cô bác quý anh chị đến đây để mà tham quan, cũng như là Bùi Hồ muốn thắp hương để
tỏ lòng thành kính đối với người bề trên thôi, chứ không có ý gì khác. Và cũng được sự hướng dẫn của anh Tiến và anh Hấn, vừa hồ mới có thể đến đây được, về cái chiêm ngưỡng được cái kiến trúc độc đáo của người xưa đối với những ngôi mộ, những người đã mất. Còn một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại.